Mọi người cần nạp Robux ư? Hãy vào trang bán robux.vn để nạp Robux và thử vận may với vòng quay may mắn nhé. Đây là trang web bán Robux giá rẻ và uy tín mọi người nhé. Đừng vô, đó đá ra đừng vô. Gì à? Đá ra đừng vô. Yeah, win rồi. Lật kèo của nó. Hi, xin chào mọi người, mình là Bảo Mập. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Bảo Mập sẽ quay trở lại với Super Bunny Man. Đó, một được làm chú thỏ siêu bựa, siêu biến thái. Và bây giờ là mình sẽ dùng một cái mod mới, đó là mod mod gì ta? Lụm cà rốt. Rồi. Đó, à, ủa, lụm cà rốt là mỗi thằng được một cái gì nè? Một cái vỏ, một cái giống thì á. Ui. À, tôi hiểu rồi, nhưng mà hiểu hơi buồn chút. Trời, đậu không? Chưa chết. Yeah. Ủa, cái là màu gì? À, có màu xanh. Yeah. Khó lắm cái bồ. Đấu bồ, công chúng mày tao gãy cổ luôn rồi. Ê, bạn ơi, chơi về đâu được rồi, bạn ơi. Được. Đâu không, bạn ơi, chơi về đâu không được rồi, bạn ơi. Ủa, sao lại vô? Đúng rồi, vô đó đi. Chết luôn rồi. Không có chôn được. Tỉnh chàng chàng à con. Mừng nguyên cái nổi luôn. Đi ra cho cái. Đi ra cho cái. Ây da. Con chân ghế cổ tao. Ok, được rồi nè. Ê, trời ơi, một chục con cuốn của tao. Khó quá anh ơi. Sao hay vậy? Yeah. Tao win nha. Trời ơi, không kịp tao ơi. Quỷ mập, nó càng đi ăn chỗ của mình cơ mà. Mày cao được giờ mày xin lắm chứ sao. Rồi, qua cái map thứ hai liền. Thú vị nè. Trời, đậu phộng mới vừa vô chưa gì gãy cổ luôn rồi. Rớt rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái gì vậy má? Thì trả lại chứ sao. Đi ra chỗ khác. Đi ra, tao chở mày đi ra chỗ khác nè. Cái này của tao mà. Tao lấy được mà. Tao lao. Tại mày bỏ vô chỗ này của tao là nó là của tao rồi. Mày đi chỗ khác. Tao dục vô rõ luôn. Gậy. Vô rõ tao luôn cho bỏ chai. Gậy. Mày gãy cổ. Rồi, tao gãy cổ luôn rồi. Đâu không? Tao cái đầu của tao. Của tao đâu đây? Gãy cổ luôn rồi, đấu không? Ê, có một công chuyện ăn nên là ra đó. Ê, mày ơi. Tôi đứng đi, tôi núp ở đây luôn. Tôi thủ ở đây luôn. Đó, sắp tao đi. Đi ra, cái chai cà rốt của tao. Sắp tao đi. Tao đứng đi thủ luôn rồi đó. Cái chai cà rốt của tao. Mày đang kia mày tranh thủ, mày lượm thêm chai hai chai. Đúng rồi. Cố lên, đúng rồi. Thiệt sự. Quẹ luôn rồi. Hết thời gian luôn rồi. Ê, bây giờ không chơi ăn trộm nữa nha. Bỏ cái chiến lược ăn trộm đi. Bỏ cái chiến lược ăn trộm đi. Ăn trộm hoài biết chừng nào mới sống nổi luôn á. Rồi vô. Lên cái là chín cái rồi. Bây giờ là đang một đều nha mọi người. Ê. Quay luôn rồi. Đến khi mình chơi cà rốt. Hay quá, cũng cao với mày đều được một cái. Mày ra, giờ không đụng nha rồi. Ờ, ok. Vô rồi, vô vỏ rồi là không đụng nha. Có nghĩa là cái thứ ta về lấy đó. Lấy xác vào luôn. Ây da. Cái vỏ thử thỏ màu hồng. Lấy trên kia khó lắm. Được, tao nghĩ là tao lấy được. Ây da, bị 5 đít mấy lần rồi, chết luôn rồi.
cơ. Nãy lấy được hai cái đó là hên lắm mà. Anh cha, anh cha. Vấn đề là lên được nhưng mà không có thắng thì được. Quỷ ơi, con mày con cũng bị gãy cổ luôn kìa. Rồi xong. Tôi tính lên chởn tôi lấy mà lấy không nổi rồi. Đứa nào mà lấy được cái đó là thắng đó. Không, không cần, không cần. Ê, rồi nó vô rồi, cái đó là vô. Trời ơi, sao nó không vô? Tôi cướp kịp. Đừng vô, đó, đá ra, đừng vô. Gì à? Đá ra, đừng vô. Yeah, win rồi. Lật kèo của nó. Lương lẹo thăm. Đó, không. Mày chơi cái giống hồn gì vậy ba? Đang lẽ là tao win rồi. Tính là mày win đi cái đó, tao lương lẹo. Cà đô tao. Dễ mà ăn. Ây da, nghỉ cổ luôn ơi. Dễ mà ăn. Ây da, quên. Buông đi, mình phải buông bỏ. Ừ, buông đi. Ta lượm còn đường nữa nè. Kiếm rồi, đứng vô, đứng vô. Ây da, nghỉ cổ luôn ơi. Ủa? Nãy nữa nè. Yeah, một trái. Ây da. Ủa được luôn hả? Khó cỡ nào. Khó cỡ này là được mà. Đó. Rồi mày qua đây tao lấy luôn. Ủa, đã vô rồi, cái đó đã vô rồi. Để giao cái gì vậy? Cái cờ cái đau á. Nó không nước luôn rồi. Không nước là tại vì chờ tao đến đây đó. Đến. Con ơi, về nhà con ơi. Hết giờ rồi kìa. Mày sao xạo quá bụi. Nó đâu đây mà chơi gì vậy. Không, bây giờ là chơi này vui rồi, bây giờ mình sẽ chuyển qua một cái mod quay trở lại, đó là mod Deep Match. Do là cái bóng rổ là mình sẽ đợt sau mình sẽ chơi. Đấy. Nếu như bạn nào muốn mình chơi tiếp thì comment ở phía dưới nhà trận này nữa. Đây, riêng có cái map này là chưa chơi. Ủa gì vậy? Ủa map nước hả? Nói chung là vẫn là Deep Match mà đúng không? Ừ. Qua đây. Đang tìm cách qua nè, tại vì nó có cái nút đó chứ không phải đơn giản đâu. Hai thằng đều chết. Mày ra đây. Ôi hên vậy ba, hên vậy. Từ, im. Tao có làm gì đâu, mày cứ mày làm mà. Đó, nước lên kìa. Nước lên, à rớt xuống nước chắc không chết đâu. Nước lên rồi quá. Đó đúng rồi, nước không rớt xuống nước không chết kìa. Vẫn chết mà nè. Vẫn chết. Ra đây. Hey, đó, tao qua được rồi nè. Ủa quỷ bao mập, ủa tao xuống hả? Nước đèn rút. Xuống đây mày. Chết rồi. Ừ không sao, dưới này vẫn còn sống, sao chết được. Ủa sao kiểu gì tao đụng nó mà tao cũng chết là sao? Mày bị gãy cổ ba. Xuống đây. Xa quá sao gũ. Ơi, trời đụng đầu chết luôn kìa. Nè. Chưa. Vẫn còn sống. Ê, thả đầu lên. Thả đầu. Trời khó gì mà nó còn sống mình chứ. Xuống đây, vô đây. Trời ơi, bực quá, hai thằng chết rồi. Bài. Cái này nó có cái mèo đó, nó sẽ bơi lên, hiểu không? Con lên được rồi nè, Ồ, mày đứng đó làm gì vậy ba? Ê, có bóng nha, mày sắp chết đuối á.
lắm rồi. Xuống mày, đi xuống. Đi xuống, đi xuống. Chết tôi rồi. Mày còn 2 mạng à. Cách biệt 5 mạng sao chơi đây. Đây. Không hiểu kiểu gì. Cái map này khó quá. Lên nè. Qua nè. Đạp nè. Vãi rồi. Ủa, vô lại rồi hả? Nè, tự động vô rồi. Rồi, thì ok, nói chung là trận này hôm nay cũng khá là vui, là đi giao gì? Đi lụm cà rốt với lại chơi đếp map, một cái map mới. Quỷ bao mập năng trộm, ghét quá phải ăn trộm lại mới được. Có giao cũng vậy. Nãy tao chơi kia nó còn chơi được, còn nó chơi này hình như chỉ chết không. Rồi thì ok, thì mình sẽ dừng video này tại đây thôi. Thì nếu như bạn nào thích video này, đừng quên bao lại cho mình một like, một share, đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nhé. Bye bye mọi người. Bye bye.